Lâu rồi không gặp, bạn gặp chồng bạn như thế nào vậy? Lâu rồi không gặp, bạn gặp chồng bạn như thế nào vậy? Trong club booking. Trong club booking. Thì ra, hai người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thì ra, hai người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.